Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố hình sự bắt tạm giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cộng tác viên của trang web VOA tiếng Việt, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập IGAVN với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, và các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cổng thông tin Bộ Công an Việt Nam loan tin rằng ông Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay ngày 21 tháng 11, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam. Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, quê quán tỉnh Đồng Tháp, thường trú tại phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự của thành phố. Do đó, việc khởi tố để điều tra đối với Phạm Chí Dũng là rất cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện lệnh bắt khám xét đối với Phạm Chí Dũng được cơ quan an ninh điều tra thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và thu được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng phục vụ cho công tác điều tra. Mạng báo Thanh Niên dẫn tài liệu từ cơ quan công an cho hay ngày 4 tháng 7 năm 2014, ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam IGAVN ra tuyên bố thành lập IGAVN với số lượng ban đầu hàng chục thành viên. Theo cơ quan chức năng Việt Nam, nội dung điều lệ hoạt động của hội thể hiện rõ quan điểm là tổ chức xã hội dân sự là trái quy định với pháp luật của Việt Nam. Ngoài ra, IGAVN còn vi phạm luật pháp Việt Nam về lập quản lý tên miền Việt Nam Thời báo không đăng ký xin phép cơ quan chức năng theo quy định tại Nghị định 72 trên NDCP của Chính phủ. IGAVN ra tuyên bố vào hội là không phân biệt quan điểm chính trị, giữ quan điểm làm báo ôn hòa, sự thật và khách quan về chính trị và xã hội, nhưng hầu hết các bài viết đều mang màu sắc cá nhân, tư tưởng thù địch, đều có chung quan điểm chống đảng và nhà nước. Từ khi thành lập, IGAVN còn ra nhiều thông báo tuyên bố tham gia ký, vận động kêu gọi các cá nhân tổ chức tham gia ký tên và tuyên bố công khai chống đối lại các hoạt động của chính quyền. Tài liệu từ cơ quan công an cáo buộc nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, hội viên Hội Nhà báo Độc lập, nói với phóng viên về việc bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng. Xin trích: có lẽ đây là lúc người ta siết chặt tự do ngôn luận, bởi vì ông Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, ông ấy là một trong những người hoạt động báo chí tích cực nhất. Ông ấy viết bài rất nhiều, có trình độ, kiến thức, bài vở của ông cũng rất trung thực và chạm đến sự thật. Mà chạm đến sự thật thì đảng này không muốn. Tiếng nói của ông ấy có tác dụng trong quần chúng, cho nên người ta tiêu diệt bớt một tiếng nói. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng từng là cán bộ công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Hồi năm 2012, ông bị bắt khẩn cấp vì bị tình nghi biên soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó, ông bị khởi tố hai tội danh âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật hình sự và tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, sau 6 tháng tạm giữ, công an đã thông báo cho ông về việc đình chỉ điều tra và kết thúc vụ án. Năm 2013, ông Dũng tuyên bố ra khỏi đảng và một năm sau ông thành lập Hội Nhà báo Độc lập để phản biện các chính sách của nhà nước Việt Nam, lên tiếng về chủ quyền biển đảo. Ông Dũng cũng có bài viết được đăng trên các đài như VOA tiếng Việt và Đài Á Châu Tự Do. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch IGAVN, nói với VOA rằng việc ông Dũng bị bắt là một bước đi nguy hiểm khi chính quyền tăng đàn áp tự do báo chí. Chúng tôi phản đối việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng. Chúng tôi cho rằng đây là bước đi nguy hiểm trong việc đàn áp tự do báo chí.
Sau vụ bắt này, khả năng phản biện của báo chí tự do sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, ông Thụy cho biết thêm. Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt giam ông Phạm Chí Dũng theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ Bangkok, nhà báo độc lập Đường Văn Thái, từng là phóng viên của một tờ báo nhà nước, nhận định, xin trích, việc bắt ông Phạm Chí Dũng ngay hôm nay cho thấy nhà cầm quyền muốn bịt đường tự do ngôn luận Việt Nam. Mục đích của họ là không muốn có những thông tin đa chiều, thông tin độc lập, mà các nguồn thông tin phải được dẫn dắt chỉ đạo bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Họ không cho phép tự do ngôn luận và tự do báo chí. Ông Nguyễn Tường Thụy nói rằng ông Phạm Chí Dũng không vi phạm luật pháp. Được hỏi về việc tại sao hội IGAVN đã hoạt động hơn 5 năm qua, nhưng cho đến nay người sáng lập của hội lại bị bắt, phó chủ tịch của Hội Nhà báo độc lập lý giải. Chúng tôi đã đọc Phạm Chí Dũng và có thể nói rằng những bài viết của Phạm Chí Dũng không vi phạm pháp luật. Từ ngày thành lập Hội Nhà báo độc lập năm 2014 cho đến nay, ông Dũng có một sức viết rất mạnh, khỏe với nội dung rất thẳng thắn, bình luận các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội. Ông ấy viết giáo diết hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng Phạm Chí Dũng vẫn là như vậy. Nhưng có lẽ thời gian này là thời gian thích hợp để bắt Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy chia sẻ. Theo Đường Văn Thái nhận định về các bài báo của Phạm Chí Dũng, tôi rất ngưỡng mộ Phạm Chí Dũng, ông có một lượng bài viết rất lớn, đó là những bài viết có chiều sâu, có điều tra kỹ lưỡng cùng với các số liệu tiếp cận được từ các cơ quan báo nhà nước. Ông Thái cho biết rằng nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng là một nhà báo có tài, có tâm huyết với nền tự do báo chí trong nước. Chính vì vậy mà ông Dũng, ông Thụy luôn là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Thái cho biết thêm, ngay sau khi ông Dũng bị bắt, trang thời báo vietnam.org của Hội Nhà báo độc lập không còn truy cập được nữa. Ông Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, cựu cán bộ Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, từng bị tạm giam 6 tháng vào năm 2012 vì bị tình nghi biên soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bị khởi tố hai tội danh âm mưu lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước. Báo Thanh Niên dẫn tài liệu của cơ quan chức năng cho biết ngày 4 tháng 7 năm 2014, ông Phạm Chí Dũng ra tuyên bố thành lập Hội Nhà báo độc lập với số lượng ban đầu hàng chục thành viên. Nội dung điều lệ hoạt động của hội thể hiện rõ quan điểm là tổ chức xã hội dân sự là trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Sau khi tuyên bố ra khỏi đảng vào năm 2013 và thành lập Hội Nhà báo độc lập, ông Dũng trở thành cộng tác viên thường xuyên trên trang blog của VOA tiếng Việt. Vì sao Phạm Chí Dũng bị bắt? Thực sự thì tôi không biết chắc chắn vì sao, đành đặt câu hỏi này làm tiêu đề cho bình luận của các bạn. Câu trả lời có thể là rất dễ dàng vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một chế độ độc tài, cho nên những cây bút phản biện vạch ra những cái xấu của Đảng Cộng sản Việt Nam rất có thể là nguy hiểm cho chế độ Cộng sản Việt Nam và rất có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Câu trả lời có thể rất khó, chẳng hạn như hỏi vì sao lại bị bắt vào thời điểm này thì chẳng biết trả lời sao cho đúng. Dư luận đưa ra nhiều câu trả lời, ví dụ như bắt để đánh lạc hướng câu chuyện Hương Cảng, bắt để chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ muốn lấy lòng Trung Cộng gây sức ép với Mỹ, bắt vì sắp tới Việt Nam phải cho thành lập công đoàn độc lập. Ông Dũng thuộc phe nào đó bị thanh trừng, bắt để ngăn chặn bình luận gây ảnh hưởng đến Đại hội Đảng 13 sắp tới. Theo tôi thì điều 1 là đánh lạc hướng chuyện Hương Cảng là không đúng lắm, vì việc bắt này chỉ dấy lên một vài ngày. Nhiều người quan tâm đến Hương Cảng, họ không nằm trong quan tâm với việc bắt của Phạm Chí Dũng. Điều thứ tư cũng không phải, vài năm gần đây cách bình luận của Phạm Chí Dũng có vẻ trung dung, không nghiêng theo phe phái nào. Điều thứ ba cũng không chắc chắn lắm vì việc công đoàn độc lập ra đời còn lâu. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã kiểm soát được các tổ chức công đoàn độc lập khi cho người của mình đứng ra thành lập, nhưng ít nhiều nó có khả năng hơn là hai điều trên. Điều thứ hai và điều thứ năm theo tôi thì có lý hơn. Ngay trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cho bắt Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập và sáng lập kiêm chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam. Việc bắt bớ này vừa xảy ra
thể hiện được với Mỹ rằng nếu có giúp Việt Nam về quân sự, đừng đòi hỏi Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Cũng là câu trả lời với Trung Cộng rằng Việt Nam có quan hệ với Mỹ, nhưng bản chất Cộng sản theo mô hình Trung Cộng sẽ không thay đổi. Những điểm này phù hợp với câu trả lời thứ hai đã đặt ra. Năm 2014, có 3 người Việt Nam được vinh danh anh hùng thông tin của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Những người đó là Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh. Trong 3 người trên thì có 2 người có khả năng bình luận, phân tích thông tin và tìm kiếm thông tin đúng nghĩa, chuyên nghiệp, đó là Trương Duy Nhất và Phạm Chí Dũng. Linh Mục Lê Ngọc Thanh có lẽ được vinh danh vì những hoạt động đóng góp xây dựng trang web Dòng Chúa Cứu Thế với đội ngũ cộng tác viên đa dạng. Anh Nhất và anh Dũng đều từng làm việc trong guồng máy của Nhật nước Cộng sản Việt Nam. Họ là những cây bút bình luận nội chính trong top hàng đầu những người bình luận chính trị Việt Nam. Về mật độ bài viết, hầu như tất cả những gì họ viết đều liên quan đến nội tình chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến các quan chức lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội 13 có mục nêu rõ ngăn chặn những thông tin bất lợi cho Đại hội Đảng, những thông tin về nội bộ, thông tin về các quan chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian vài năm đổ lại đây, Phạm Chí Dũng là người trong nước viết bình luận chính trị siêng năng nhất và khách quan nhất. Khách quan ở đây là anh không thuộc về phe phái nào, anh viết theo nhận định của riêng anh. Nhận định ấy đúng hay sai là vấn đề khác. Bài viết gần đây nhất, Phạm Chí Dũng đánh giá khả năng Nguyễn Phú Trọng phải rời ngôi vị để cho thế lực khác vươn lên. Có lẽ đây là bài viết khiến anh bị bắt, bởi động đến sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng là điều cấm kỵ khi mà quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay. Lấy ví dụ như Ô Xin Huy Đức từng đòi làm rõ sức khỏe của Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, và đi xa hơn, Ô Xin Huy Đức còn lớn tiếng dựa theo định thế này nọ để đòi Trần Đại Quang phải từ chức. Nhưng đến khi Nguyễn Phú Trọng biệt tâm cả tháng vì đột quỵ, Ô Xin Huy Đức không hề dám nhắc đến lời, thậm chí khi dư luận sôi nổi bàn về sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng, Ô Xin Huy Đức ấm ở buông câu trên Facebook là chuyện đâu có gì mà phải ầm ĩ. Trước khi chạy trốn sang Thái Lan, nhà báo Trương Duy Nhất đã nhận thấy có những dấu hiệu nguy hiểm cho mình, đó là sau khi anh viết về con khỉ đầu đàn trong tay chất độc giết người, bài viết được Nguyễn Xuân Phúc nêu ra là ám chỉ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo bắt Nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo không muốn người dân bàn đến tình hình nội bộ nhân sự của Đảng. Như đã nói trên, ông Trọng còn ra văn bản quy định Bộ Công an phải ngăn chặn những thông tin xấu về Đại hội Đảng 13 sắp tới. Nhà báo Phạm Chí Dũng không những đề cập đến nội tình nhân sự Đảng nhiệm kỳ 13 mà anh còn đề cập đến chính vai trò của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng với một nhận định không sáng sủa về tương lai của ông ta. Theo tôi nhận định thì lý do bắt nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nằm ở điều 2 và điều 5. Ở điều 2 là thích hợp với điều kiện trước mắt là thể hiện quan điểm với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper. Ở điều 5 và những gì chuẩn bị cho Đại hội 12 ở năm sau. Những nhà bình luận chính trị Việt Nam khác họ khôn ngoan hơn, họ có thể bình luận về nhân sự, về nội bộ Đảng nhưng theo chiều hướng nghiêng về bênh vực phe mạnh trong Đảng, phe có khả năng chiến thắng trong đại hội. Về khoản này không ai qua được Ô Xin Huy Đức. Chúng ta nhớ lại Huy Đức đã từng khen Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một nhà kỹ trị, kiến tạo, hoặc Nguyễn Phú Trọng là người liêm chính, công tâm trước khi Đại hội 12 diễn ra ít ngày. Cứ như Huy Đức thần tượng họ từ lâu lắm rồi, nhưng thực ra những năm trước đó thì anh ta không hề mấy khi nhắc đến họ. Thậm chí trước khi vài năm anh ta còn phán nếu không nhờ Nông Đức Mạnh thì Nguyễn Phú Trọng chỉ là một lão già, ý nói vô hại và vô tích sự. Sẽ chẳng lạ gì khi có thể năm sau Ô Xin Huy Đức lại ca ngợi Vương Đình Huệ, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Văn Bình như những nhà cải cách kỹ trị kiến tạo, liêm chính, gần dân như anh ta đã từng ca ngợi những kẻ thắng cuộc trước kia. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.